Thưa quý vị, thưa các bạn, Hàn Quốc được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường này đều gặp thách thức không nhỏ, trong đó có quy định về an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại nước này. Theo Bộ Công Thương, những năm gần đây, thương mại song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc tăng trưởng đáng kể. Thương mại hai chiều tăng gần 87 lần, từ 500 triệu đô la Mỹ năm 1992 lên trên 43 tỷ đô la Mỹ vào năm 2016. Cũng trong năm này, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam sau Trung Quốc và Mỹ, còn Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Hàn Quốc. Mặc dù Hàn Quốc được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng của Việt Nam, thế nhưng hiện nay hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường này đều gặp thách thức không nhỏ, đặc biệt là những quy định về an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Chúng ta phải rất là quan tâm đến cái nhu cầu, cái tập tính văn hóa tiêu dùng của từng thị trường, những yếu tố liên quan đến thương phẩm hàng hóa mà quy định bắt buộc của từng quốc gia. Còn chưa kể là đối với cả việc khi chúng ta xuất khẩu một hàng hóa nào đó sang Hàn Quốc là chúng ta thường phải xuất khẩu thông qua những cái nhà nhập khẩu vào những kênh phân phối của Hàn Quốc phân phối lớn, thì họ có những tiêu chuẩn riêng, có những yêu cầu riêng về cái thiết kế, về mẫu mã, về bao bì, về tất cả những yếu tố liên quan sản phẩm. Đây rất là quan trọng. Với các ưu đãi Hàn Quốc dành cho Việt Nam như là cắt giảm thuế quan theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc, việc tạo cơ hội xuất khẩu đối với các nhóm hàng nông thủy sản, chủ lực là tôm, cua, cá, hoa quả nhiệt đới và hàng công nghiệp gồm dệt may, đồ gỗ, sản phẩm cơ khí. Việt Nam cũng là đối tác đầu tiên được Hàn Quốc mở cửa đối với sản phẩm nhạy cảm như là tỏi, gừng, mật ong, khoai lang. Trong tổng thể hàng nhập khẩu của Hàn Quốc, có một số nhóm hàng được nhập khẩu nhiều. Trong đó, tỷ trọng của Việt Nam là rất lớn, đó là nhóm hàng thủy sản. Năm 2016, nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ, thì hàng thủy sản từ Việt Nam đã chiếm hơn 1 tỷ đô la Mỹ với sản phẩm chủ yếu là tôm đông lạnh. Ngoài ra, nhóm hàng dệt may, đồ gia dụng dù chiếm tỷ trọng thấp hơn nhưng lại có nhiều cơ hội vì không đặt nhiều vấn đề thương hiệu riêng, chỉ cần đáp ứng được chất liệu và quy cách. Đưa sản phẩm Việt Nam được vào thị trường khó tính Hàn Quốc, một trong thị trường có lẽ chúng tôi đánh giá khó tính nhất mà tương tự những quốc gia sẽ đề khác, thì điều quan trọng là chúng ta cần phải có những đối tác ở bên trong, đối tác của các doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc, là chúng ta phải làm sao đưa được sản phẩm Việt Nam vào cái chuỗi giá trị của các sản phẩm đó tại thị trường Hàn Quốc. Những đối tác của doanh nghiệp Việt Nam họ sẽ đưa ra cái quy cách, đưa về hình thức, kể cả họ cũng yêu cầu chúng ta về thiết kế từ màu sắc, từ cái layout, tức là cái design sản phẩm và tất cả mọi thứ có liên quan đến sản phẩm mà chúng ta được làm theo. Việc xuất khẩu sang Hàn Quốc sắp tới vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn khi nước này có xu hướng nhập khẩu các mặt hàng mang tính cạnh tranh về giá hơn chất lượng. Đây là điều bất lợi cho sản phẩm của Việt Nam khi đối thủ lại là Trung Quốc và một số nước khác trong khu vực. Vì thế, Việt Nam nên tận dụng thế mạnh các loại sản phẩm mang thương hiệu đặc trưng vùng miền như là nước chấm, gạo, thủy sản, hoa quả nhiệt đới, những mặt hàng đang thu hút người tiêu dùng Hàn Quốc. Thách thức tồn tại cùng cơ hội, việc phải làm là doanh nghiệp Việt Nam cần phải đổi mới tư duy sáng tạo, cách thức triển khai để thâm nhập thị trường thành công, tối ưu hóa hệ thống bán lẻ tại nước bạn nhằm đạt được lợi nhuận cao và cải tiến công nghệ. Đặc biệt là việc xây dựng hình ảnh thương hiệu nhằm tăng sức cạnh tranh với các sản phẩm của nhiều quốc gia khác. Khách hàng Hàn Quốc thường ưu tiên lựa chọn các thương hiệu mà họ biết đến. Đồng thời, một thương hiệu vững chắc sẽ giúp doanh nghiệp bảo vệ thị phần của họ không những ở thị trường trong nước mà còn ở thị phần nước ngoài. Bên cạnh đó, thì các doanh nghiệp nên tìm hiểu và nghiên cứu, nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng Hàn Quốc. Có như vậy, thì thương hiệu Việt Nam mới để lại dấu ấn trong thói quen mua sắm của khách hàng bản địa. Mặc dù cánh cửa thị trường rộng mở, song phía các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa thực sự nắm bắt được nhiều cơ hội. Nguyên nhân là do Hàn Quốc có những quy định nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, trong khi sản phẩm thủy sản tươi sống, hoa quả thực phẩm của Việt Nam về cơ bản chưa đáp ứng được. Hàng công nghệ điện tử cũng chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc. Tuy nhiên, về bản chất, đa số là những sản phẩm do doanh nghiệp Hàn Quốc như là Samsung, LG sản xuất và xuất khẩu ngược trở lại. Trong thời gian tới, Cục Xúc tiến Thương mại sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động đối thoại, hợp tác song phương, tổ chức hội chợ, giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc để tạo điều kiện hơn nữa cho phía doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị phần và quảng bá thương hiệu, đồng thời hỗ trợ nhiều thông tin về các cơ chế chính sách của hai nước Việt Nam và Hàn Quốc để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất, phân phối sản phẩm.